những ngón tay đang tay cùng cảm xúc. Đây là phần dự thi đan tay cùng cảm xúc được tổ chức bởi nhóm Những Ngón Tay Đan và phát triển trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan. Các bạn thính giả thân mến, trong mỗi một câu chuyện tình yêu lãng mạn và hạnh phúc luôn chỉ có hai nhân vật chính, bởi lẽ tình yêu vốn chỉ đủ chỗ cho hai người. Một khi có thêm một đôi chân nữa bước vào thì hiển nhiên nó sẽ trở nên quá chật chội và chen chúc. Bất kỳ ai trong cuộc sống cũng đều mong muốn mình sẽ là nhân vật chính đó, sẽ vui vẻ và hạnh phúc với nửa kia của mình. Nhưng sẽ ra sao khi vô tình bạn trở thành người chen chân trong một mối quan hệ mà chính bản thân lại không hề hay biết, để rồi phải buông tay với những hạnh phúc mình từng có, chấp nhận bỏ lại những yêu thương, và khi nhìn lại, tất cả sẽ chỉ còn lại là những hồi ức trong quá khứ. Chào các bạn, mình là Nguyệt. Trong chương trình radio ngày hôm nay, mời các bạn lắng nghe những lời bộc bạch, tâm sự của một cô gái qua bài tản văn Khi Quá Khứ Về Qua của tác giả Thanh Tuần. Những khắc khoải của chuyện tình buồn ngày đó đã lạc đường giữa chốn an nhiên. Và thật tâm, ai cũng mong một ngày mai yên lành sẽ đến. Nhưng cuộc đời như một tờ giấy trắng, quá khứ là những con chữ được viết lên để ghi lại một thời ta đã đi qua. Thì chuyện tình mình dù giờ đã sang trang, nhưng đâu đó vẫn có nơi giữ lại những niềm hạnh phúc êm đềm của ngày xưa hai đứa. Em tìm những nhớ thương trong một chiều cuối thu lá đổ, khi gió đã tạm ngừng và mây dấu nắng cho mưa. Đưa mắt nhìn sang song cửa sổ phòng em, ngoài trời lất phất những giọt mưa rơi bởi cơn mưa chiều nay vừa về đến, làm thổn thức những đắng cay và muộn phiền cho một mối duyên bẽ bàng xưa ấy. Vì chẳng có lối riêng nào khi em yêu một người là chồng của người ta. Những tình cảm một thời em đặt trọn vào anh là những chân thành và nguyên sơ nhất của người con gái. Trái tim đỏ thẫm với đầy ắp yêu thương cùng mong nhận được nhiều hạnh phúc mà anh sẽ giành lại. Nhưng chữ trăm năm em không thể cùng anh tạo dựng, khi trên lối đi về anh có sẵn nữa một nửa để yêu thương. Lúc biết mình là người đã chậm chân, tim em đau và lòng em thắt lại, đối mặt với vô vàn những niềm miên man trong suy nghĩ. Em phải làm gì để vơi bớt được niềm đau? Em loay hoay tìm lối thoát cho mình trong những ngày tăm tối ấy. Mỗi lần nhớ đến người là sâu nặng đôi chút ở lòng em. Biết rằng chuyện tình yêu chẳng thể phân định rõ ràng bằng hai tiếng đúng sai, nhưng bản thân cũng biết mình nên cư xử sao cho chuẩn mực. Là một người thứ ba, em không nên làm sứt mẻ một chuyện tình đã trọn vẹn. Vì có vui sướng gì khi nhìn một người con gái khác phải đau khổ vì em. Được nhìn những niềm vui đơn giản xung quanh, ta mới có thể cảm nhận cuộc đời được ý nghĩa. Và em cũng phải nên lùi lại một bước để thấy rộng hơn những hạnh phúc mà hai người đang vun đắp dựng xây. Thì đó sẽ là động lực cho em buông bỏ những ân tình của một thời anh đã dành cho. Đất trời mãi lặng lẽ đổi tiết sang mùa, còn vầng nhật nguyệt cứ âm thầm thay nhau tiếp nối. Bất chợt mới nhận ra câu chuyện của đôi đứa xưa kia đã nhạt nhòa theo dấu thời gian. Những ngây thơ dại khờ khi ấy giờ nhường chỗ cho sự trưởng thành chín chắn trong em. Cô gái có trái tim nguyện chung tình trọn đời với anh giờ phải tự mình đi qua những mùa nhớ. Nhưng bỏ qua tất cả, em thơm lắm mối tình ngày đó, và tội nghiệp cho những hẹn thề bị bỏ ngỏ từ lâu. Câu chuyện dẫu có mờ phai thì thật sự cũng chẳng thể nào dễ xóa, dễ bôi trong ký ức. Bản thân chưa bao giờ hối hận hay oán trách tình mình ngày xưa ấy, bởi cuộc sống là những thăng trầm mà con người cần phải bước qua để trải nghiệm mà lớn khôn.
cho một ngày khi nắng ấm mang bình yên về đến. Có bàn tay nào đó đang chặt những ngón tay em. Em lại có thể mỉm cười chia sẻ tình yêu này với người trong quá khứ và vui vẻ nhìn sâu trong mắt anh, thấy long lanh cùng cả sự yên lòng. Ngoài bờ rào, những sắc cánh hoa ti gôn mang dáng hình tim vỡ vấn vương lên đây thôi những cơn mưa chiều để được khoe sắc thắm hồng đón cầu vồng xuất hiện sau mưa. Anh hãy vững tin bước đi trên đường đời cùng người anh đã chọn và đặt niềm tin ở cô gái ngày nào sẽ có đủ kiên cường để một mình vượt qua bão tố gió sương. Ngoài trời mưa đã tạnh rồi, tâm tư bẩn cũng phải về thôi. Xin chào anh, người em yêu ở thì quá khứ. Bạn thân mến, trong con đường của cuộc đời, chúng ta sẽ gặp phải những vấp ngã và trắc trở, làm chúng ta bị thương và chảy máu. Cũng như trong câu chuyện của cô gái trong bài tặng văn vừa rồi vậy. Nhưng hãy mạnh mẽ đứng lên và vượt qua bạn nhé. Phía trước chúng ta vẫn còn nhiều lắm những khó khăn, nhưng cũng sẽ có những hạnh phúc và nhiều điều tuyệt vời khác. Vì thế, hãy cứ xem những điều mình gặp phải như một hồi ức, một bài học mà chúng ta nhận được từ cuộc sống. Như tác giả Thanh Tần có viết, ngoài bờ rào, những sắc cánh hoa ti gôn mang dáng hình tim vỡ, vấn vương lên đấy thôi trong cơn mưa chiều để được khoe sắc thắm hồng đón cầu vồng xuất hiện sau mưa. Chúng ta hãy như những bông ti gôn đó vượt qua những cơn mưa và tỏa sắc đón ánh nắng lung linh của ngày mới. Mình là Nguyệt, cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài radio của mình.